Chào mọi người, nay mình mới về thêm spinner A1 cho mọi người nha. Cái này thì nó có hai màu sắc là phiên bản màu vàng và phiên bản màu hồng nhạt. Ở đây thì mình cùng mở nắp lưng và xem cái máy này có chức năng gì. Ở trong hộp hàng thì nó sẽ có một cái sợi dây cáp này nha, hộp hàng nhỏ xinh xinh. Cái máy này là dùng sim nhỏ xíu như này này mọi người, sim này là sim nano sim. Ở bên dưới đáy máy nó có một cái khe, chúng ta cậy nó ra. Rồi, lắp sim thì chúng ta có một cái khe cắm sim ở đây. Mở như nào thì chúng ta sẽ đóng lại trước này. Mà chúng ta trượt ra, trượt xuống và nhấc lên. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau gắn cái sim này vào. Sim của nó là sim nhỏ nhất thì chúng ta gắn vô. Chiều vát thì chúng ta gắn vào đằng trước rồi này. Máy này nó siêu nhỏ cho mọi người nha, gắn hơi khó đấy. Đấy, các bạn gắn vô trước. Rồi khi mà gắn thành công rồi ấy, thì chúng ta sẽ ấn cái nắp sắt này xuống để đè nó và trượt lên. Để giữ cái sim này lại này, trượt xuống này, trượt lên này. Cùng nhau đâm nắp lại nha mọi người nha. Dùng một tay thì nó hơi khó, còn các bạn dùng hai tay thì nó sẽ rất là dễ dàng nha. Bật nguồn ở trên góc bên phải. Còn một miếng dán màn hình nữa nha mọi người. Bóc luôn cái mới này. Đó, hai màu để chọn. Rồi cái này cùng nhau chuyển qua tiếng Việt là sao thăng 0084. Sao thăng 0084 thăng. Đó, rồi gọi đi là nó sẽ là tiếng Việt. Danh bạ này, Bluetooth. Bluetooth thì chúng ta kết nối với điện thoại smartphone làm điện thoại mẹ bồng con được nha. Ngoài ra tính năng của nó thì nó có nhiều tính năng lắm, mọi người từ từ khám phá này. Vào phần ra phương tiện, chúng ta gắn thẻ nhớ, chúng ta vào phần ra phương tiện để nghe nhạc được luôn. FM. Tự động ghi âm cuộc gọi, khi chúng ta gắn thẻ nhớ vào rồi thì nó sẽ có tự động ghi âm cuộc gọi nha. Ứng dụng vào đây thì nó có lịch internet máy tính. Rồi vậy thôi. Còn ngoài ra thì máy này sẽ có cái đèn. Các bạn giữ phím 0, bật cái đèn pin lên, cái này để quay buổi tối ấy, đẹp lắm. Đấy, lại cho quay buổi tối này. Cái này nhưng mà pin nó sẽ nhanh hết pin nha mọi người. Mọi người sẽ tắt ra đi. Tắt thì chúng ta cũng giữ nguyên phím 0 tắt đi. Rồi đã tắt rồi đó. Còn con màu hồng này mọi người. Hồng là hồng nhạt thôi nhá, dùng cũng đẹp. Ở đây thì máy mình về có khoảng 50 máy thôi, mình đang bóc ra để thử hàng gửi đi. Rồi xin chào và lại video tiếp theo. Nếu mà ai mà chưa like theo dõi kênh của mình nhá, mọi người cho mình một nút theo dõi nha. Máy bên mình bán và bảo hành cho mọi người đến tới thời gian là 1 năm thì sẽ có thẻ bảo hành trong màu vàng như này. Rồi xin chào lại video tiếp theo.